Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ dẫn cho bạn cách chuyển hình ảnh thành file PDF bằng điện thoại Giả sử như đây Tôi có các hình ảnh như sau Bây giờ tôi muốn là chuyển các hình ảnh này thành một file PDF Thì tôi sẽ làm như sau Đầu tiên á Tôi sẽ mở trình duyệt web lên Tiếp theo Tôi sẽ truy cập vào google.com Sau đó tôi sẽ vào ô tìm kiếm Và nhập từ khóa là Chuyển ảnh thành PDF Nhớ nha, các bạn chúng ta sẽ vào ô tìm kiếm và nhập từ khóa là chuyển ảnh thành PDF Sau đó các bạn chúng ta sẽ bấm tìm kiếm Lúc này á Google sẽ tìm kiếm và trả về các kết quả Thì ở đây á, có rất là nhiều website hỗ trợ chúng ta Để chúng ta có thể là chuyển từ ảnh sang PDF Tuy nhiên ở đây á, tôi sẽ sử dụng web có địa chỉ là toolpdf 24 org nó có dòng tiêu đề là chuyển đổi hình ảnh sang PDF đó các bạn chúng ta sẽ truy cập vào trang này sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ tiến hành là tải ảnh lên web này để chúng ta bắt đầu là chuyển qua file PDF bằng cách là các bạn chúng ta bấm vào chọn tệp này đó, sau đó các bạn chúng ta sẽ chọn vào các hình ảnh để chúng ta chuyển qua PDF bây giờ tôi sẽ nhấn giữ vào từng ảnh này nhớ nha các bạn chúng ta sẽ nhấn giữ tầm 2 giây đó, chọn vào đó, chọn rồi đó như vậy là tôi đã chọn được bảy tấm hình sau đó tôi sẽ bấm vào xong thì lúc này á hình ảnh của tôi nó sẽ được tải lên website các bạn thấy không đó, nó được tải lên sau đó tôi sẽ kéo xuống và ở đây á tôi sẽ bấm vào tạo pdf này thì lúc này á website nó sẽ xử lý và nó sẽ chuyển từ hình ảnh sang file pdf đó như vậy là nó đã chuyển xong bây giờ tôi sẽ tiến hành là tải file pdf về điện thoại bằng cách là bấm vào download này đó như vậy là nó đã tải file về điện thoại của tôi đó sau khi tải xong á nó sẽ tự động mở lên luôn đây chính là file pdf rồi bây giờ tôi sẽ vào một tải xuống để tôi kiểm tra đó, đây chính là file pdf mà tôi vừa chuyển từ hình ảnh qua nè mở lên đó vẫn thấy không rất là đẹp đó, các hình ảnh nó đã gộp thành một file pdf đó như vậy là trong video rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách chuyển hình ảnh thành file pdf bằng điện thoại nếu thấy video hay hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cỡ dõi.